Vận hành an toàn, đảm bảo an ninh năng lượng, bước vào năm 2022, truyền tải điện Quảng Ngãi đang tiếp tục linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành lưới truyền tải điện quốc gia, nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Truyền tải điện Quảng Ngãi là đơn vị trực thuộc của Công ty Truyền tải điện 2 thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành lưới truyền tải điện quốc gia có cấp điện áp từ 220 kV đến 500 kV đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nhiệm vụ của đơn vị là đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, truyền tải công suất từ Bắc vào Nam và ngược lại, góp phần cung cấp điện phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Hiện truyền tải điện Quảng Ngãi đang quản lý 3 đội đường dây Quảng Ngãi, Ba Tơ và Sơn Hà, vận hành một trạm biến áp 500 kV Dốc Sỏi và 3 trạm biến áp 220 kV Sơn Hà, Quảng Ngãi và Dung Quất với tổng công suất vận hành là 2.775 MVA. Năm 2021, truyền tải điện Quảng Ngãi đã đối mặt với khó khăn thách thức bởi dịch bệnh thiên tai. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, sự phối hợp hỗ trợ của lực lượng công an PA04 và các cấp chính quyền địa phương, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo EVN, EVN-NBT, Công ty Truyền tải điện 2 và sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, truyền tải điện Quảng Ngãi đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về công tác quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện phục vụ an toàn ổn định, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tốt công tác tư vấn, theo dõi, giám sát thi công các công trình, đảm bảo đóng điện kịp thời và truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện lên hệ thống các dự án công trình trọng điểm do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đầu tư thực hiện. Để đảm bảo vận hành lưới điện trong năm 2021, thì truyền tải điện Quảng Ngãi cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp để giảm thiểu cái sự cố cũng như là đảm bảo công tác vận hành, đặc biệt thì chấn chỉnh công tác lực lượng vận hành trong chế độ kiểm tra thiết bị cũng như là phối hợp các sở ban ngành định kỳ hàng tháng, hàng quý sẽ có tổ chức đi kiểm tra hành lang lưới điện. Đối với các phần trạm biến áp thì trong năm 2021 thì đảm bảo an toàn cũng như là có cái sửa chữa nâng cấp để làm duy trì, duy tu bổ dưỡng cái vận hành an toàn liên tục cho thiết bị. Cùng với tuyến đường dây 500 kV mạch 2 Dốc Sỏi Pleiku, tuyến đường dây 500 kV mạch 3 Dốc Sỏi Pleiku 2 là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Đường dây được xem như cột xương sống của ngành điện, góp phần chuyển tải liên kết nguồn điện giữa các vùng miền trên cả nước, phục vụ phát triển kinh tế xã hội miền Trung Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Mặc dù đường dây đã được đưa vào quản lý vận hành ngày 29 tháng 6 năm 2021, nhưng tại huyện Sơn Tịnh vẫn còn một số hộ dân trồng cây keo nằm trong hành lang an toàn. Đây là những hành vi hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sự cố, gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn năng lượng phục vụ sản xuất kinh doanh. Truyền tải điện Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra và khẩn trương xử lý để đảm bảo an toàn hành lang tuyến. Đối với đường dây này là đường dây lớn, 500 kV, cho nên khi mà sự cố thì thứ nhất là mất nguồn cung cấp điện cho hệ thống, thứ hai là gây cháy nổ trong hành lang và gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, tài sản xung quanh, có thể gây cháy rừng, cháy các công trình lân cận, rồi ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Truyền tải điện Quảng Ngãi đã mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua thiết bị Flycam để kiểm tra đường dây và trạm biến áp đã mang lại nhiều hiệu quả. Năng suất lao động được nâng lên gấp bội, việc phát hiện các khiếm khuyết của thiết bị được kịp thời, độ chính xác cao. Những vị trí bị sạt lở mà con người không vào được thì dùng Flycam quan sát, từ đó có phương án xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ sự cố gây ảnh hưởng đến lưới truyền tải. Để đảm bảo lưới điện quốc gia được vận hành an toàn liên tục, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ Tết, truyền tải điện Quảng Ngãi phải tập trung nhân lực làm việc cao độ với áp lực càng lớn. Ngay từ trước quý tư thì đơn vị đã chuẩn bị tất cả lực lượng sẵn sàng cho công tác kiểm tra thiết bị, thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị trước khi vận hành để đảm bảo công tác vận hành trong dịp Tết, nhằm đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Quảng Ngãi, Quảng Nam và đặc biệt là đảm bảo lưới điện quốc gia vận hành an toàn liên tục. Truyền tải điện Quảng Ngãi không ngừng đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhiều sáng kiến thiết thực được đưa vào ứng dụng có hiệu quả như khai báo y tế điện tử trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cho cán bộ công nhân viên truyền tải điện. Sáng kiến thiết kế lắp đặt hệ thống thu thập
và giám sát nhiệt độ, độ ẩm từ xa online, ngăn ngừa phóng điện trong các tủ bảng. Sáng kiến thiết kế lắp đặt hệ thống thu thập và giám sát áp suất khí SF6 của MC từ xa, áp dụng công nghệ mạng không dây LoRa. Và sáng kiến giải pháp khai thác chức năng ROV có sẵn trên RLE RAF543ABB và việc giám sát chạm đất phía 22 kV máy biến áp AT2 trên hệ thống điều khiển tích hợp Micro SCADA 6600 ABB tại trạm biến áp 220 kV Quảng Ngãi. Để mà đảm bảo vận hành thông suốt từ Bắc đến Nam thì định kỳ thì cũng phải thực hiện những cái giải pháp như là giảm thiểu sự cố để mà tuân thủ các quy trình quy phạm để mình đảm bảo vận hành. Năm 2022, tập thể cán bộ công nhân viên truyền tải điện Quảng Ngãi đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực đảm bảo ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra trong vận hành. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi số vào công tác quản lý đường dây, theo dõi thiết bị, vận hành trạm biến áp, đảm bảo quản lý vận hành lưới điện truyền tải luôn ổn định trong điều kiện bình thường mới. Hoạt động quản lý vận hành lưới truyền tải điện trên địa bàn đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả theo chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.